Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Đánh Không. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 500 token ICN khoảng 25S. Các bạn token có cái hiệu là ICN 1 bộ ghép là 30 ICN các bạn. 100 này các bạn bấm vào Adapta và làm nhiệm vụ join kênh Patreon, follow và retweet pinbot theo qua là gọi các bạn group này. Rồi bấm nút ta thì mình join gọi các bạn. Join 3 kênh rồi. Click submit. Rồi các bạn submit. Các bạn bấm nút submit me ai các bạn. Join gọi người ta phan hoa. Submit. Rồi các bạn ghi username Telegram của mình vô nha các bạn. À, cộng anh 0329931577 0329931577 rồi. Rồi các bạn follow Twitter và gửi quyết bot mình cũng làm rồi các bạn. Các bạn ghi username của mình Twitter giá vô các bạn. A cộng Win U V N N H 9 2, 4, 6, 8, 10 mình quên luôn. Rồi các bạn bắt với địa chỉ RC20 của mình vô các bạn. Quá lẹt. Con này quá đơn giản. Các bạn sao chép nữa các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi như vậy mình đã nhận được 500 token ICN các bạn. Token còn này khoảng tháng 3, tháng 4 gì có thể thanh toán cho mình. Black thôi. Ồ. Bạn lấy đi ghép đi chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Còn này whip ra được các bạn. Này drop BN. Rồi các bạn dịch cái này ra coi ngày mấy tháng mấy các bạn. Thì video mình kết thúc các bạn. Này có khoảng tháng 3, tháng 4 gì cho mình thanh toán nè. Thanh toán tôi cần này về.